có nên làm bạn với người yêu cũ không chị? No. No 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 no. Cái của mà người yêu cũ làm bạn là chắc là kiểu là làm bạn để khi nào thấy buồn thì lại gọi điện cho nhau, gặp nhau hay sao? Mình không nghĩ đấy là một ý tưởng hay. Những cái người thật ra ấy, nếu mà có những cái cặp đôi thật sự yêu nhau thì họ sẽ rất khó có thể trở thành bạn với nhau lại thật. Cái đấy thật sự rất khó đấy. Còn đây là chị anh Bình thì là bởi vì là chị đang ở trong công ty anh Bình, chị không có sự lựa chọn mọi người ạ, chị không có sự lựa chọn nha. Tất nhiên là mình sếp của mình, tức là mình không thể nào mà xương mày xỉa được mọi người, mình vẫn phải chuyên nghiệp chứ.